Cô chào các em đến với tiết học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học hôm nay, cô chờ chúng ta cùng ôn lại bài cũ nào. Dân ca là gì? Kiến thức này chúng ta đã được học ở lớp 6, như vậy bạn nào nhắc lại giúp cô nè. Dân ca là những bài hát do nhân dân, lao động, sáng tác, không rõ tác giả và được truyền miệng từ người này sang người khác và từ đời này sang đời khác. Khi nói đến dân ca thì chúng ta sẽ nhớ đến những bài hát thường gắn với chữ lý. Như vậy lý là gì? Lý là một thể loại ca hát phổ biến trong đời sống người dân Việt Nam. Lý là những ca khúc ngắn gọn, xúc tích, cấu trúc mạch lạc, thường hình thành từ câu thơ lục bát. Các địa phương trên nước ta có nhiều bài lý như Lý Cây Đa, vùng Bắc Ninh, Lý Mười Thương, Huế, Lý Quả Kêu, Nam Bộ. Và cô chờ chúng ta sẽ bước vào tiết học ngày hôm nay. Đó là tiết 4, học hát bài Lý Dĩ Bánh Bò thuộc dân ca miền Nam Bộ. Cô chờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu bài hát Lý Dĩ Bánh Bò nhé. Bài viết ở nhịp mấy? Bài viết ở nhịp 2-4. Trong bài có những ký hiệu gì? Chắc các em cũng thấy được đầu bài có dấu 2 chấm, cuối bài có dấu 2 chấm. Và dấu này gọi là dấu nhắc lại. Ngoài ra chúng ta thấy cuối bài có khung số 1, khung số 2. Và khung này được gọi là khung thay đổi. Và một chùm nốt móc kép. Khi hát, chỗ này 4 chữ Y chúng ta sẽ trường độ bằng một phách. Ngoài ra trong bài, ô nhịp đầu tiên bị thiếu phách, còn gọi là ô nhịp lấy đà. Các em luyện thanh theo mẫu âm sau đây. Mi mi mi. Cô mời các em cùng nghe qua bài hát mẫu. Cô mời các em cùng nghe câu số 1-2. Cô mời các em cùng hát câu 1-2.
Cô mời các em cùng nghe câu 3-4. Cô mời các em cùng hát câu 3-4. Cô mời các em cùng nghe lại hết cả bài và các em nhẩm theo. Sau khi học xong bài hát, các em thấy được nội dung của bài hát thể hiện qua lời ca như thế nào? Bài hát nói về lòng tốt của một cô bé lén cha mẹ mang bánh bò cho cậu học trò nhỏ đang ôn thi. Giai điệu của bài hát thể hiện nét tinh nghịch, hóm hỉnh và tốt bụng của người miền Nam. Chúng ta cùng ôn bài hát trên nền nhạc không lời nhé. Sau bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ càng thêm yêu mến đất nước và con người Thanh Hóa, cũng như yêu thích các bài hát dân ca của dân tộc. Các em học sinh sẽ góp sức vào việc phát triển và gìn giữ nền văn hóa của dân tộc bằng những hành động cụ thể. Tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Về nhà các em học thuộc bài hát Lý Dị Bánh Bò, thể hiện đúng sắc thái dân ca Nam Bộ. Tập đặt lời mới cho bài hát, chuẩn bị bài tiết 5. Và chúng ta chú ý tuần sau tiết 5 sẽ kiểm tra 15 phút.
theo hình thức làm bài trắc nghiệm 10 câu, ôn và học tiết mục 2, 3, 4, học thuộc lời ca, giai điệu, lý dĩa bánh bò mùa thu ngày khai trường tập tụng nhạc số 1, nắm được các tác giả sáng tác hai bài hát và tập tụng nhạc số 1, nắm vững về cuộc đời sự nghiệp và một số tác phẩm nhạc sĩ Trần Hoàng. Cô chào các em và xin hẹn gặp lại tuần sau.